Chúng ta cùng quay trở lại với chương trình. Thưa quý vị, không cần thực hiện giao dịch tại ngân hàng vẫn có thể sở hữu một cuốn sổ tiết kiệm có hẳn dấu đỏ và chữ ký tươi. Hay bỗng nhiên tiền tiết kiệm trong sổ tiết kiệm của ta chúng ta lại bốc hơi từ chục tỷ đồng biến thành chục triệu đồng. Cùng với đó là nhiều bất an khác mà chủ tài khoản ngân hàng phải đối mặt trong thời gian qua, là do những cuốn sổ tiền tiết kiệm có ma hay do những lỗ hổng khi thực hiện giao dịch tại ngân hàng, nơi vốn được xem là có quy trình chặt chẽ và được chúng ta tin tưởng gửi gắm tài sản của mình. Chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời trong tiểu mục chuyện tối nay với vị khách mời là luật sư Trương Thanh Đức, chủ nhiệm câu lạc bộ pháp chế ngân hàng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và cũng là người từng đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Maritime Bank. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì Linh cũng xin mời luật sư cũng như quý vị khán giả chúng ta hãy cùng đến với một clip ngắn ngay sau đây để cùng hiểu xem những cuốn sổ tiết kiệm đã biến hóa như thế nào. Đầu tháng 5 năm 2017, ông Ngô Văn Toán, thành phố Lào Cai cho biết đã nhờ người gửi tổng cộng gần 78 tỷ đồng trong các sổ tiết kiệm tại chi nhánh Cam Đường thuộc Agribank Lào Cai. Nhưng đến hạn rút tiền, ông mới vỡ lẽ số tiền trên hệ thống ngân hàng chỉ 11 triệu đồng. Có tới 9 khách hàng tại Lào Cai phản ánh tình trạng tương tự. Còn vào tháng 10 năm 2016, bà Hoàng Thị Phong, trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, phản ánh bị mất 200 triệu đồng ở sổ tiết kiệm. Đáng chú ý, chỉ với giấy xác nhận mất chứng minh nhân dân, đối tượng dễ dàng rút hàng trăm triệu đồng từ sổ tiết kiệm của bà Phong. Tháng 9 năm 2016, bà Ngô Phương Anh, ngụ tại Đà Lạt, làm đơn tố cáo ông Phạm Thế Phong, giám đốc phòng giao dịch D2 Giảng Võ, cùng một số nhân viên ngân hàng BIDV chiếm đoạt 32 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm do bà đứng tên. Chỉ trong buổi sáng, sau khi sang tên sổ tiết kiệm 32 tỷ đồng tiền bán đất do đại diện phòng giao dịch này trực tiếp giao, tới gần trưa cùng ngày, toàn bộ số tiền đã biến mất. Năm 2012, khách hàng Trần Thị Hòa gửi tiết kiệm 1,4 tỷ đồng tại chi nhánh VIB quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến kỳ hạn giao dịch thì phát hiện số tiết kiệm trong hệ thống ngân hàng chỉ còn ghi nhận 300 triệu đồng, tức 1,1 tỷ đồng đã bốc hơi. Vâng, thưa ông, có thể thấy là ngoài trường hợp của ông Toàn ra thì còn có 9 vị khách khác ở Lào Cai cũng có những cái đơn kiện tương tự. Thế thì theo ông, cái việc quy trình của chúng ta là họ không cần phải đến ngân hàng nhưng vẫn có thể gửi tiết kiệm được, nó có đúng quy trình hay chưa? Và như thế là có được chấp nhận hay không? Hay là nó phải có một cái quy trình cụ thể khác mà các ngân hàng cần phải tuân thủ theo ạ? Theo một cái quy trình chuẩn thông thường ấy, thì khách hàng giao dịch lần đầu sẽ phải đến ngân hàng. Tất nhiên khách hàng vẫn có thể là không đến bằng cách là ủy quyền hợp pháp hợp lệ, có công chứng chứng thực. Thế còn những cái lần giao dịch sau thì khách hàng không nhất thiết phải đến ngân hàng. Khách hàng có thể ủy quyền có thể bằng văn bản, có thể có công chứng chứng thực, có thể chỉ cần là nhờ người khác mang tiền đến nộp hộ, gửi tiếp vào thì cũng hoàn toàn là bình thường. Vì cái rủi ro nó nằm ở cái chỗ là rút tiền ra, mất tiền của khách hàng. Chứ còn đâu gửi tiền vào ấy thì không nhất thiết là phải có mặt và không nhất thiết là phải làm những cái thủ tục chặt chẽ. Cho nên là tổng hợp lại thì chúng ta thấy nó có hai cái tình huống chính. Đấy là một là tiền đã đến ngân hàng rồi mà vì lý do là mất đấy thì thường là cái lỗi, thường là trách nhiệm về phía ngân hàng. Thế còn cái trường hợp thứ hai, mà trong cái trường hợp như thế này thì tôi cho rằng nó lại nghiêng về trường hợp thứ hai hơn. Đấy là người này nhờ người kia mang có thể rất nhiều tiền đến ngân hàng nhưng nó lại không đến được đến với ngân hàng. Nó chỉ đến 1 triệu, đến một ít thôi. Thế còn cái số tiền lớn thì nó đã bị thất thoát trước khi đến được với ngân hàng. Dạ vâng, trừ cái tình huống chúng ta nhờ người nhà đem đến ngân hàng có đúng không ạ, thì không có cái gì chứng minh được là đã đến ngân hàng. Thế còn trường hợp mà ví dụ nhân viên ngân hàng đến tận nơi để làm thủ tục với chúng ta chẳng hạn, thế nhưng mà sau đó nó có những cái cuốn sổ ma, tức là tài sản chúng ta không cánh mà bay, hoặc là không hề có đồng nào nhưng lại có giá trị trong cuốn sổ tiết kiệm, thì theo ông lỗ hổng ở quy trình ở đây là như thế nào để cho một số người có thể lạm dụng cái lỗ hổng đó? Trước tiên có thể nói rằng là nếu như mà khách hàng đã chọn đúng ngân hàng, giao dịch đúng với lại người của ngân hàng rồi mà vẫn cứ mất tiền thì cái trách nhiệm nó phải thuộc về ngân hàng, do cán bộ gian lận, do lừa đảo, do làm sai quy trình. Thế thì cái sơ hở hoàn toàn có thể xảy ra vì tất cả mọi quy trình, mọi cái thứ dù có chặt chẽ đến bao nhiêu thì cũng đều do con người người ta thực hiện, người ta kiểm soát. Nếu như mà cán bộ mà lại có ý định gian lận chẳng hạn, người ta sẵn sàng lập ra những cái sổ tiết kiệm ảo, sổ tiết kiệm khống để lừa khách hàng, hoặc là mang đi cầm cố, mang đi thực hiện những cái giao dịch khác, lừa ngân hàng hoặc là lừa người khác. Thì nếu mà ngân hàng mà thiếu sót, mà sơ hở trong một cái khâu nào đó của giao dịch viên, của kiểm soát
rồi của hệ thống sổ sách kế toán thì hoàn toàn có thể là bị lợi dụng, đặc biệt trong cái trường hợp mà lại 2-3 người ở các khâu khác nhau, người ta kết hợp với nhau, người ta bắt tay với nhau thì rất khó có thể là tránh được. Nhưng cái quan trọng là trường hợp đấy thì về cơ bản là khách hàng sẽ được bảo vệ. Dạ vâng. Như trường hợp của ông là chúng ta phải cần xác định đấy có phải là người của ngân hàng để chúng ta biết để giao dịch hay không, có đúng không ạ? Và đôi khi chúng ta kể cả là doanh nghiệp hay là cá nhân, chúng ta có một số người đã từng làm cho các cái giao dịch khác trước đây trong ngân hàng của chúng ta, nhưng có thể một lúc nào đó họ đã ngừng làm việc trong ngân hàng và chúng ta vẫn tiếp tục liên lạc với người đó để làm các giao dịch tiếp theo, tạo cơ hội cho cái người đó họ lạm dụng cái lỗ hổng của ngân hàng chẳng hạn. Thì theo ông chúng ta nên làm những cái điều gì để kiểm chứng được xem đó có phải nhân viên của ngân hàng hay không? Thì rõ ràng là những cái giao dịch nó không xảy ra rủi ro thì chúng ta có thể dễ dãi, chúng ta có thể là xuyên xoa được. Nhưng những cái giao dịch mà như cái vụ việc chúng ta đang nói đây, nó là hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ, thì đầu tiên chúng ta phải rất thận trọng, phải xác định được rằng chúng ta có giao dịch với thực sự là người của ngân hàng hay không, và chúng ta đã làm những cái điều kiện tối thiểu theo cái quy trình, theo cái yêu cầu của ngân hàng cũng như cái quy định của pháp luật đặt ra hay không. Còn nếu mà chúng ta lại rất là dễ dãi, chúng ta rất là nhẹ dạ cả tin, đơn giản dựa vào hàng xóm, dựa vào người nhà, dựa vào cán bộ ngân hàng trên cơ sở quen biết cũ, hoặc là nhầm tưởng, hoặc là người ta đã thôi việc rồi mà lại vẫn cứ tin tưởng, vẫn cứ giao tiền, vẫn cứ giao dịch, thì đương nhiên là chúng ta đã tạo ra cái tình huống rủi ro, và khi mà xảy ra cái hậu quả, xảy ra cái thất thoát ấy thì rất dễ là sẽ không được bảo vệ. Dạ vâng, từ những chia sẻ của ông tôi cũng rất là suy nghĩ về trường hợp của một người phụ nữ ở Đà Lạt. Bà có nói rằng bà bị mất 32 tỷ khi gửi vào tiết kiệm ở tài khoản, và nhân viên của ngân hàng thì đã cho bà ký vào rất nhiều những cái tờ giấy trắng khống không có nội dung. Thì ông nghĩ sao về điều này ạ? Thì đấy là một trong những cái mà sơ hở có thể nói là chết người. Ký vào giấy mà không biết ký cái gì cả, thì cái giấy đấy hoàn toàn người ta có thể tạo ra một cái chứng từ tương đối là hợp pháp hợp lệ. Cán bộ ngân hàng nếu như mà đối chiếu chữ ký, mà trường hợp này thì đúng là chữ ký thật của khách hàng rồi, thì người ta có quyền người ta cho chi tiền. Có thể người ta vẫn có sai sót, vẫn có sơ suất nhất định, nhưng cái sai sót đấy nó chỉ là cái nhỏ thôi. Cái chính là anh đã tạo ra một cái chứng từ hợp pháp hóa cái việc sai trái để những cái người khác người ta lợi dụng. Thì đấy là một cái không nên, một cái rất là quan tâm, rất là chú ý. Khi mà đã làm những cái việc như thế thì đồng nghĩa với nguy cơ mất tiền bất cứ lúc nào. Vâng, đó là trường hợp ở Đà Lạt ạ. Vậy còn trường hợp về một khách hàng ở Nghệ An vào năm ngoái thì sao ạ? Và lúc đó thì chúng ta đều biết là đối tượng đã chỉ cần sử dụng một cái giấy xác nhận là đã mất chứng minh nhân dân, kèm theo đó là một chữ ký nhái rất là giống với chữ ký thật. Và như thế là đối tượng đã hoàn toàn có thể rút tiền tiết kiệm từ ngân hàng của nạn nhân này. Và ông có suy nghĩ như thế nào về cách làm việc của ngân hàng trong câu chuyện này không ạ? Nếu mà quả thật cái tình tiết như thế thì tôi cho rằng cái sai chính ở đây đã là ngân hàng. Trong mọi trường hợp, dù có ủy quyền hay không, dù có mặt hay không có mặt, nhưng quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn được cái tiền gửi, cái tài sản gửi của khách hàng. Tức là phải xác định đúng cái người gửi đấy, người ta ra lệnh rút tiền, đúng chữ ký, đúng nhận diện. Còn nếu như mà dù có giống bao nhiêu, dù có kể cả thủ tục đã công chứng, chứng thực hợp pháp mà lại không phải là cái giấy thật, lại là giấy giả mạo, thì vẫn là trách nhiệm của ngân hàng. Ngược lại, nếu chẳng may mà có sơ suất một chút, có sai sót một chút, nhưng mà đúng chữ ký, đúng là cái giao dịch đấy của khách hàng đã thực hiện, thì về nguyên tắc khách hàng cũng sẽ là cái người phải chịu. Vâng, vậy và ngoài những lỗ hổng nêu trên thì trong các giao dịch tại ngân hàng hiện nay thì theo ông còn có những điều nào có thể biến những cuốn sổ tiết kiệm từ không thành có, hoặc là từ có thành không, và đặc biệt là những yếu tố về mặt chủ quan của khách hàng ạ? Thì có thể nói rằng là những cái sai trái mà đã xảy ra dẫn đến mất tiền, mà lại mất tiền lớn liên tục trong thời gian qua ấy, thì hầu như là nó cũng có cái sai sót của đôi bên, chứ ít khi mà lại hoàn toàn là tuyệt đối một bên. Có thể bên này chỉ sai sót một tí nhưng lại tạo cơ hội, tạo điều kiện cho bên kia người ta tận dụng cái kẽ hở đấy, người ta lừa đảo. Thế còn ở cái phía ngân hàng ấy thì vì là nó gắn với lại tiền bạc, gắn với rất nhiều cái giao dịch, quy trình, quy chế, quy định rất là chặt chẽ, rất là cụ thể rồi, nhưng những cái người ở trong cái quá trình mà thực hiện đấy thì họ hoàn toàn có thể là lấy những cái sổ thật để làm giả, rồi làm những cái sổ giả hoàn toàn. Người ta có thể là hợp lý hóa bằng cách là sửa chữa hồ sơ giấy tờ tạm thời, hoặc là người ta làm những cái giấy giả hoàn toàn nhưng mà ở trong cái sổ sách của ngân hàng đấy là giấy đúng, là giao dịch đúng, nó chỉ khác nhau ở cái nội dung
như những cái trường hợp vừa rồi chúng ta thấy xảy ra đấy, có thể là sổ thật, ghi số tiền thật, giao dịch thật, tất cả mọi thứ thật, nhưng sau đấy thì người bên ngoài hoặc chính người ngân hàng, và việc này đã xảy ra rồi, cũng đã có những cái vụ ở ngân hàng rất lớn và mất hàng trăm tỷ cách đây mấy năm, cán bộ ngân hàng là cái người sửa chữa cái sổ đấy. Thì trong cái trường hợp vừa rồi thì người bên ngoài là cái người sửa chữa cái sổ đấy. Thế thì cái vấn đề đặt ra bây giờ thì chúng ta thấy là một cái nguy cơ rất lớn, một cái rủi ro rất lớn cho cả phía ngân hàng lẫn khách hàng. Đấy là chỉ bằng cái mắt thường làm sao có thể xác định được chính xác 100% chữ ký thật, nhận dạng thật, khi mà chứng minh nhân dân có thể 10 năm, 20 năm rồi, thay đổi rất nhiều rồi, khi mà rất nhiều người giống nhau, trường hợp sinh đôi không phải ít, mà thậm chí sinh đôi cùng chứng thì mọi cái nhận dạng rồi, thậm chí chữ ký cũng giống nhau. Trường hợp đấy thì là một cái nguy cơ rất lớn cho cán bộ ngân hàng. Cho nên là đến cái lúc giao dịch nhiều thế này và cái gian lận, cái sai trái xảy ra tương đối nhiều thế này thì có lẽ các ngân hàng phải tính đến một cái giải pháp sử dụng cái công nghệ, chẳng hạn như vân tay hoặc những cái thiết bị trang bị khác, thì gần như là nó nhận dạng được một cách chính xác rất cao, và chẳng may vẫn có thể có xác suất sai trái, sai sót thì cán bộ cũng sẽ không chịu trách nhiệm, và đấy là cái rủi ro hoạt động thì ngân hàng sẽ phải chấp nhận. Còn theo cái cách làm bây giờ, tôi cho rằng là khách hàng không yên tâm, ngân hàng cũng rất lo lắng. Vâng, xin cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức đã tham gia chương trình và chia sẻ những thông tin vô cùng quan trọng để khách hàng cũng được biết quyền lợi của mình là như thế nào, để cũng biết tự bảo vệ chính bản thân mình. Vâng, thưa quý vị, ngân hàng vốn được người dân tin tưởng là nơi an toàn để gửi gắm tài sản tích cóp của bản thân hay gia đình. Nhưng những vụ việc xảy ra trong thời gian vừa qua đã cho thấy quy trình thủ tục của các ngân hàng hiện nay chưa thực sự an toàn và chặt chẽ. Nếu cộng thêm với những cá nhân có lòng tham thì việc xuất hiện những cuốn sổ tiết kiệm có ma cũng là điều không quá khó. Mỗi chúng ta cũng đừng quá dễ dãi trao tài của mình cho người khác, dù họ có là đại diện cho ai và đáng tin đến mấy. Và câu chuyện chào buổi tối ngày hôm nay đã kết thúc chương trình của chúng ta. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này ngày mai.